Chào mừng quý vị đã đến với kênh XV88 Thưa quý vị, trong dạo gần đây, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc trở nên căng thẳng sau vụ Mỹ bắn rơi khinh khí cầu của Trung Quốc Ngày mùng 5 tháng 2, Bắc Kinh chỉ trích quyết định của Lầu Năm Góc về việc bắn rơi khinh khí cầu bay ở khu vực Bắc Mỹ Trung Quốc cho rằng Washington rõ ràng đang phản ứng quá mức và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế Trung Quốc bày tỏ rất không hài lòng và phản đối việc Mỹ dùng vũ lực để tấn công khí cầu dân sự không người nái Trung Quốc sẽ bảo lưu quyền và đưa ra những phản ứng cần thiết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tuyên bố. Một máy bay quân sự của Mỹ đã bắn rơi khinh khí cầu mà Washington cáo buộc là phục vụ cho mục đích do thám khi vật thể bay này bay trên khu vực bờ biển Nam California ngày 4 tháng 1, tức một tuần sau khi nó bay vào không phận Mỹ và gây ra cuộc tranh cãi gay gắt công khai giữa hai quốc gia vốn đã có nhiều căng thẳng khinh khí cầu bị bắn rơi tại vị trí cách bờ biển Mỹ khoảng 6 hải lý ở một vùng nước khá lông để phía Mỹ khôi phục những bộ phận có thể sử dụng cho mục đích do thám. Ngày 1 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo bắn rơi khinh khí cầu nhưng nồng Nam góc đã kiến nghị chờ cho đến khi khinh khí cầu bay ra biển để tránh gây thương vong cho dân thường. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, một chiếc tiêm kích F-22 đã bắn rơi khinh khí cầu bằng một tên lửa không đối không tầm nhiệt siêu thanh AIM-9X. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Louis Austin nói rằng Trung Quốc dùng khinh khí cầu này để giám sát các địa điểm chiến lược của Mỹ. Trong chương trình hôm nay, kênh xin gửi tới quý vị một vài đặc điểm về lịch sử cũng như là điểm mạnh, điểm hạn chế của khinh khí cầu quân sự nói chung. Tại sao khinh khí cầu quân sự lại trở lại trong thế kỷ 21? Thưa quý vị, là một trong những phương tiện đầu tiên giúp con người chinh phục bầu trời trong quá khứ khinh khí cầu từng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó đặc biệt là lĩnh vực quân sự và chỉ dẫn. Sau nhiều năm nằm bá chủ trên bầu trời, vai trò của khinh khí cầu phai nhạt dần với sự xuất hiện của máy bay kể từ những năm đầu của thế kỷ 20. Cơ bản, vào những năm cuối của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, khinh khí cầu vẫn tiếp tục hoạt động nhưng chủ yếu phục vụ với mục đích dân sự. Tuy nhiên, trong một vài năm gần đây, với sự phát triển của công nghệ hiện đại, vai trò của khinh khí cầu, lĩnh vực quân sự đang được nhìn nhận ở góc độ mới và đang nóng trở lại. Về lịch sử phát triển lâu dài của khinh khí cầu, khinh khí cầu đầu tiên do các nhà sáng chế Joseph và Etienne Montenegro Fire của Pháp chế tạo và vận hành chính thức vào năm 1783. Đây được coi là một mốc quan trọng trong việc chinh phục bầu trời của loài người. Ngay sau đó, khinh khí cầu đã được ứng dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là trong quân sự, như trong nội chiến Mỹ 1861, chiến tranh Pháp phổ 1870 chiến tranh áo Italia 1894 khi khí cầu đã được sử dụng rộng rãi để theo dõi chuyển quân của đối phương. Trước khi thế tiến thứ nhất bùng nổ vào năm 1914, nhiều khí cầu của Grafer Reppelin được đặt tên theo nhà sáng chế Đức chế tạo ra chúng với chiều dài là 150 đến 160 m và thể tích là 22.000 đến 25.000 mét khối, gắn động cơ Maybach công suất 147 kW tương đương với 200 mã lực, có thể mang tải trọng tối đa là 9 tấn, đạt vận tốc là 80 km/h được nục quân và hải quân Đức mua và sử dụng khá hiệu quả trong các chiến dịch không kích lãnh thổ của Pháp và Anh. Dù không được sử dụng rộng rãi và nổi tiếng như kinh khí cầu của Đức, nhưng bắt đầu từ cuối những năm 1920, trong khi nội chiến chống lại các lực lượng Bạch vệ. Thưa quý vị, lực lượng Bạch vệ là lực lượng bao gồm một phần các lực lượng vũ trang của Nga, lực lượng này chống lại những người Bolshevik sau cách mạng tháng 10 Nga và chiến đấu chống lại Hồng quân Liên Xô trong nội chiến Nga 1917-1923 đang trong giai đoạn căng thẳng nhất, Liên Xô cũng kịp sở hữu một đội khinh khí cầu đông đảo và nhiều chủng loại dùng để trinh sát chiến trường. Tới Thế chiến thứ hai, khí cầu của Liên Xô có thêm nhiệm vụ huấn luyện nhảy dù cho các lực lượng đặc nhiệm và phi công với chi phí rẻ hơn nhiều so với việc dùng máy bay hay vận chuyển những kiện hàng nhỏ ở khoảng cách ngắn. Mẫu USSR V5 xuất hiện năm 1933 được coi là một cuộc cách mạng đối với công nghệ khinh khí cầu của Liên Xô khi đó. Trong Thế chiến thứ hai, dù khí cầu là một trong những vũ khí quan trọng của Hồng quân Liên Xô, nhưng vai trò của chúng trên mặt trận phía Đông khá mờ nhạt. Mặt trận phía Đông trong chiến tranh thế giới thứ hai thực chất là cuộc chiến tranh Xô Đức 1941-1945. Đối với Nhật Bản, Nhật Bản trong giai đoạn đầu thế chiến thứ hai cũng tích cực phát triển các loại khí cầu mang bom cháy, lợi dụng gió để tấn công vào sâu lãnh thổ nước Mỹ. Dù đạt được một số kết quả, nhưng do không thể điều khiển và gần như phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết nên dự án sau đó cũng bị dần loại bỏ. Trong giai đoạn này, Mỹ đã sử dụng khí, khí cầu vào việc hộ tống, định hướng hoạt động của tàu thuyền, tìm kiếm và tấn công tàu ngầm. Quân đội Mỹ từng dùng hàng trăm khinh khí cầu sử dụng bom napalm để oanh tạc các mục tiêu của đối phương. Một trong những ưu điểm của khí cầu là có thể chịu được hàng trăm viên đạn của đối phương mà vẫn có thể sống sót. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của máy bay quân sự từ những năm 1920 nên tới giữa thế kỷ 20, khinh khí cầu sử dụng trong lĩnh vực quân sự đã bị thu hẹp tương đối để nhường chỗ cho các loại vũ khí công nghệ cao đất đỏ trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Sự trở lại của các khinh khí cầu, một trong những yếu tố giúp khinh khí cầu bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quân sự thời gian gần đây chính là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ. Nhờ công nghệ hiện đại đã giúp thu nhỏ các loại vũ khí khí tài chính xác, không ảnh và vũ khí tấn công chính xác cao từ trên không để đạt hiệu quả cao. Điều này giúp chúng dễ dàng tích hợp lên các khinh khí cầu cỡ nhỏ, khó bị phát hiện để âm thầm chính xác mục tiêu hoặc trở thành bệ phóng vũ khí từ trên không, sau đó thả vũ khí tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị cao trên chiến trường. Sự tiến bộ về công nghệ đã xóa nhà hạn chế sự chậm chạp và thiếu linh hoạt của khinh khí cầu trong hoạt động chiến đấu. Có thể lấy ví dụ rõ ràng, với công nghệ hiện tại, một khinh khí cầu tầm trung với hệ thống trinh sát radar, quang ảnh bay lên độ cao khoảng 20 km có thể cung cấp phạm vi giám sát rộng tới 750 km. Điều này cũng tương tự với các loại vũ khí chính xác cao, thay vì phải sử dụng các nền tảng chuyên trở tốn kém như tên lửa, máy bay chiến đấu hay thiết bị bay không người lái thì khinh khí cầu có thể mang chúng lên độ cao lớn để vũ khí tấn công chính xác các mục tiêu. Yếu tố tiếp theo chính là giá thành. So với các phương tiện đường không, khinh khí cầu có chi phí tối ưu nhất, phù hợp với điều kiện tác chiến bất đối xứng hay chiến tranh tiêu hao. Nếu sử dụng các loại tên lửa phòng không và phương tiện chiến đấu hiện đại để bắn hạ thì chi phí bỏ ra cao hơn gấp trăm lần, thậm chí hàng nghìn lần so với giá thành của một khinh khí cầu mới một khinh khí cầu cỡ vừa chỉ có giá khoảng 200 USD để đối với đạn tên lửa trị giá hàng trăm thậm chí là hàng triệu USD thì đó là một điều ác mộng kể cả đối với các cường quốc không đâu xa một ví dụ mới đây nhất là không quân Mỹ Mỹ đã phải dùng tới chiếc tiêm kích F-22 phóng tên lửa không đối không tầm nhiệt siêu thanh AIM-9X mới bắn rơi được chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc nếu so sánh về góc độ thiệt hại F-22 của Mỹ có chi phí từ 32.000 đến 35.000 USD cho một giờ bay và một quả tên lửa không đối không tầm nhiệt AIM-9X có giá khoảng 380.000 đến 400.000 USD. Các loại khinh khí cầu hiện nay thường không chứa đầy hydro, thay vào đó là khí heli không bắt lửa nên việc bắn hạ chúng rất khó khăn. Thực tế đã ghi nhận trường hợp khinh khí cầu chúng tới hàng trăm phát đạn nhưng không bốc cháy mà từ từ rơi xuống đất sau nhiều ngày. Trong chiến tranh hiện đại, khinh khí cầu có thể là phương tiện mang UAV để sử dụng trong các cuộc xung đột cục bộ chống lại kẻ thù không được trang bị hệ thống phòng không hiện đại và với một thiệt hại tối thiểu. trong tình huống này, sử dụng khí cầu mang UAV cỡ nhỏ và trung bình lơ lửng tại một vị trí nhất định phía trên thành phố ở độ cao mà số bộ binh không thể với tới. đến một thời điểm nhất định, các UAV nhận được lệnh có thể tấn công tự sát ồ ạt vào các mục tiêu quan trọng có giá trị chiến lược với độ chính xác cao gây tổn thất nặng nề cho đối phương. điểm đáng sợ của phương tiện này là nó có thể treo ổn định ở một vị trí nhiều ngày thậm chí là nhiều tuần. Chúng sẽ gây áp lực liên tục suốt ngày đêm, làm kiệt sức đối phương và bảo đảm thời gian phản ứng tối thiểu. Ngoài ra, khinh khí cầu hiện đại có tiềm năng ứng dụng rất lớn trong vận tải quân sự, khi chúng có thể chuyên chở khối lượng hàng hóa lớn hơn, chi phí thấp hơn nhiều so với các loại máy bay vận tải có cánh hoặc cố định hay trực thăng. Khinh khí cầu quân sự là một loại phương tiện không dễ đối phó, không phải ngẫu nhiên mà khinh khí cầu được sử dụng cho mục đích quân sự trở lại sau nhiều thập niên biến mất. Hiện nay, ngoài mục đích quân sự, khinh khí cầu còn được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực khí tượng và viện thám dân sự. Hàng ngày trên thế giới có hàng nghìn khinh khí cầu khí tượng đủ loại được thả vào không trung. Theo các chuyên gia, những chuyến bay của khinh khí cầu phục vụ cho việc nghiên cứu khí tượng của quốc gia thường kéo dài ít nhất vài giờ đến vài ngày và có thể trôi giạt hàng trăm dặm từ địa điểm được phóng. Trung tâm khí tượng quốc gia Mỹ cho biết các khinh khí cầu khí tượng nhỏ thường bay lên độ cao tới 30.000m. Đối với các khinh khí cầu khí tượng cỡ lớn, khi được thả lên không trung, sẽ không ai có thể kiểm soát được nó và nó đang mang theo những thiết bị gì, có tầm giám sát bao xa và thời gian hoạt động là bao lâu. Có thể lấy ví dụ, đối với những khí cầu cỡ siêu lớn có thể mang theo khối thiết bị nặng vài tấn và bay lên không trung trong nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng với độ cao hoạt động từ vài chục tới hàng trăm km thì tầm giám sát của chúng là rất lớn. Một vấn đề khác chính là việc phát hiện các khinh khí cầu bay lạc cũng không dễ dàng do tốc độ bay chậm và có những thời điểm hầu như là đứng im ở trên không hệ thống radar chàng nhầm phương tiện bay này là nhiễu nền và bỏ qua chúng không thể hiện trên màn hình sóng điện tử. Đối với những khinh khí cầu sử dụng nhiều vật liệu tổng hợp thì chúng giống như một máy bay tàng hình, chỉ có thể phát hiện bằng các hệ thống giám sát quang, ảnh nhiệt và vì bay ở độ cao lớn nên mắt thường khó có thể phát hiện. Có thể thấy, khinh khí cầu ứng dụng trong lĩnh vực quân sự sẽ là một xu hướng phát triển vũ khí trong tương lai, nhất là sau sự thành công của các loại UAV cỡ nhỏ, giá thành rẻ. Chúng sẽ là một thành phần trong cuộc chiến bất đối xứng trong tương lai thưa quý vị chương trình của kênh đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau